Theo dự kiến chương trình của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, ngày 3 tháng 11, Quốc hội tiếp tục thảo luận lần thứ 3 về dự án luật đất đai sửa đổi. Là dự luật có tác động lớn đến đời sống của xã hội, việc sửa đổi luật đất đai lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các vướng mắc, khơi thông nguồn lực đất đai để đáp ứng yêu cầu phát triển thời gian đến. Hơn 12 triệu lượt ý kiến từ các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo. Con số này thể hiện sự quan tâm rất lớn với việc sửa đổi luật đất đai lần này. Đặc biệt do có tác động trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nên vấn đề tài chính đất đai, giá đất đã nhận hơn 1 triệu lượt ý kiến. Nói chung là giá thị trường với cái giá mà chênh lệch nhau thì hẳn khó. Nhưng bây giờ sửa đổi luật lên rồi, nhưng vậy giá thị trường với cái giá của nhà nước thì tương đương với nhau, do vậy đâu phải cùng có lợi và có người dân. Cùng với nhiều địa phương khác, xuất phát từ vướng mắc trong thực tế triển khai, vấn đề xác định giá đất là nội dung được nhiều ý kiến tham gia góp ý, nhất là về phương pháp định giá đất, việc xây dựng và căn cứ xây dựng bảng giá đất. Ở khoản 4 thì nó quy định 4 cái phương pháp, và 4 phương pháp này hiện nay là theo luật đất đai hiện hành vẫn đang được thực hiện. Vì hiện nay trong thực tiễn nó đang vướng. Đó là khi áp dụng 4 phương pháp này cho một thửa đất, nó sẽ ra 4 cái giá khác nhau và cái độ chênh lệch cũng rất khác nhau. Chưa kể ngay trong một cái phương pháp, ví dụ như phương pháp là thu nhập thặng dư hoặc phương pháp chiết trừ, nếu như dùng các giả biến nhiều thì cái giá nó cũng đã có sự thay đổi trong một cái phương pháp. Nguyên tắc cái căn cứ để xác định giá đất thì chưa đề cập đến cái yếu tố nào mà để điều chỉnh sửa đổi bổ sung. Ví dụ như giá thị trường có thể tăng hoặc giảm thì là một trong những căn cứ để điều chỉnh sửa đổi bổ sung, hoặc là những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái giá đất thì mới có cái căn cứ điều chỉnh sửa đổi bổ sung. Thì cái này tôi nghĩ là cũng cần có những cái căn cứ, cái yếu tố nào để điều chỉnh sửa đổi bổ sung cơ bản giá đất hàng năm. Sau 10 năm thi hành luật đất đai năm 2013, thực tế đã nảy sinh nhiều bất cập vướng mắc. Vì tính chất quan trọng và tác động sâu rộng nên dự án luật đất đai sửa đổi lần này đã được Quốc hội thực hiện theo quy trình 3 kỳ họp. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, với việc sửa đổi lần này thì luật đất đai phải là gốc để điều chỉnh các luật liên quan khi áp dụng thực tiễn. Điều 4 quy định là quản lý và sử dụng đất đai phải thực hiện theo quy định của luật đất đai và các luật khác có liên quan, trừ các trường hợp sau. Thế thì câu chuyện nó đặt ra khi mà luật đất đai chúng ta ban hành mà nó có những vấn đề mà nó không phù hợp với lại các luật khác, mà nó lại có những cái điểm nó còn bất lợi hơn trước đây. Thế thì câu chuyện đó thì chúng ta sẽ phải áp dụng như thế nào? Nếu luật đất đai ra đời thì lấy luật đất đai là gốc để mà điều chỉnh. Cử tri và người dân Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung, đang kỳ vọng Quốc hội sẽ thông qua được một đạo luật chất lượng, giải quyết những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.